Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn bị slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn bị slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn bị slime video của mình. Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime mới làm youtuber. Slime vừa bắt đầu channel. Slime mà các bạn Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime mới làm youtuber. Slime vừa bắt đầu channel. Slime mà các bạn Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime mới làm youtuber. Slime vừa bắt đầu channel. Slime mà các bạn Slime làm cái gì mà các bạn Slime các bạn thấy tự hào không? Slime mình làm cho các bạn Slime xem để có Slime Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn Slime luôn luôn Slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn Slime luôn luôn Slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn Slime luôn luôn Slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn Slime luôn luôn Slime video của mình. Dislike, dislike, các bạn thử nghĩ đi. Dislike mới làm youtuber. Dislike vừa bắt đầu channel. Dislike các bạn. Dislike các bạn thử nghĩ đi. Dislike mới làm youtuber. Dislike vừa bắt đầu channel. Dislike các bạn. Dislike các bạn thử nghĩ đi. Dislike mới làm youtuber. Dislike vừa bắt đầu channel. Dislike các bạn. Dislike làm cái gì mà các bạn dislike các bạn thấy tự hào không? Dislike mình làm cho các bạn dislike xem để có dislike rất là ức chế. Dislike một số bạn dislike luôn luôn dislike video của mình. Dislike mình rất là ức chế. Dislike một số bạn dislike luôn luôn dislike video của mình. Dislike video của mình. Slime rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn slime video của mình. Slime mình rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn slime video của mình. Slime rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn slime video của mình. Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime mới làm youtuber. Slime vừa bắt đầu channel. Slime các bạn. Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime mới làm youtuber. Slime vừa bắt đầu channel. Slime các bạn. Slime các bạn thử nghĩ đi. Slime làm cái gì mà các bạn slime các bạn thấy tự hào không? Slime mình làm cho các bạn slime xem để có slime làm cái gì mà các bạn slime các bạn thấy tự hào không? Slime mình làm cho các bạn slime xem để có slime slime rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn slime video của mình. Slime rất là ức chế. Slime một số bạn slime luôn luôn slime video của mình. Slime slime.
Thì hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là VNJ. Thì hôm nay mình muốn nói với một số bạn mà luôn luôn dislike video của mình. Mình rất là ức chế. Các bạn thử nghĩ đi, mình mới làm YouTuber và cũng vừa sản xuất ra được, vừa bắt đầu channel, mà các bạn làm cái gì mà các bạn dislike vậy? Các bạn thấy tự hào không? Mình làm cho các bạn xem để có niềm vui, tiếng cười mỗi ngày, cho các bạn xả stress mà các bạn dislike á. Các bạn nhìn coi các bạn có thấy tự hào không? Một con người luôn luôn có một cái lòng tự trọng. Ai mà không có lòng tự trọng chắc không phải là người. Đó là súc vật á, đúng không? Hiểu ý đó. Các bạn á, dislike á, là các bạn đéo tôn trọng á. Ok. Video này mình không có muốn chửi những cái người mà đã dislike mình. Mình chỉ nhắc nhở thôi. Các bạn xem video thì các bạn xem video thì các bạn thôi. Các bạn thấy mình làm video cái ui thằng này làm dở này, dislike nè, ui dislike đi, anh em mà dislike đi. Các bạn làm vậy các bạn hay lắm không? Đâu hay đâu. Các bạn đâu phải nổi tiếng đâu. Các bạn dislike á, các bạn tức nghĩa là không phải có lòng tự trọng nữa rồi đó. Ok. Cái đó là gọi là trẻ trâu. Ok. Trẻ cổng trâu gọi là trẻ trâu. Thì một con người á, người ta luôn, một YouTuber người ta có thể nhịn ăn, nhịn ngủ, nhịn mặc, người ta làm video cho các fan của mình xem, mà các bạn không có biết tôn trọng mình. Ok.